Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách tương tác với database đấy, thông qua sử dụng server. Thì hiện tại thì chúng ta buổi trước thì chúng ta học về login này, register này, đều là tương tác với database bảng table account đúng không? Đấy. Thì tương tự chúng ta hoàn toàn có thể làm sao tương tác với những bảng như là bảng những bảng khác trong database như bảng khác này, bảng code này, đúng không? Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đi về bài tập, đó chính là RESTful API. RESTful API là gì? Thì chẳng qua RESTful API chỉ là cái chuẩn đặt tên. Đấy. Tương tác database thì nó sẽ có những cái method nào nó sẽ tương tác cùng. Đấy, ví dụ trong trường hợp này mình muốn thêm một cái dữ liệu nhá. Mình muốn thêm một cái dữ liệu. Đấy, vào data ở đây mình sẽ tạo ra một cái ví dụ như là về account đi, chuyên về gọi là thêm sửa xóa account nhá. Đấy, thì đây mình sẽ tách ra một khoảng này. Thì chính xác hơn nếu như các bạn viết ở đây quá là dài đúng không? Thì chúng ta cần phải làm gì? Tách sang một cái gọi là router. Đúng không? Thì chẳng qua đây là mình viết đây, chẳng qua mình thu bé lại thôi. Nhưng nếu như mọi người mà để full ra thì rất là gì? Rất là dài. Thì những cái này thì chúng ta cần nên để vào trong trong router nhá. Thì để vào trong router thì chúng ta sẽ đầu tiên sẽ là tạo một cái folder đi, tạo về một cái folder chuyên là gọi là router, đúng không? Router. Trong cái router này mình sẽ chuyên về cái router của cái account, đúng không? Thì mình ghi là account. Rồi, để tạo router thì chúng ta cần phải làm gì nhỉ? Constant express đúng bằng require express. Rồi khi được chữ express rồi chúng ta sẽ làm một cái là và router đi, router bằng express chấm router viết hoa đúng không ạ? Rồi và bên này mình sẽ trước hết là chúng ta cần phải module chấm export đúng chính xác, phải tạo luôn luôn tạo ra cho mình một khung này được không ạ? Muốn làm gì là đúng không? Để tạo ra cho mình một khung này để chúng ta dễ làm việc hơn. Rồi, thì router trên này chúng ta gồm có bốn cái method mà hôm trước chúng ta học là gì? Get này, put này, post này, delete, đúng không? Bây giờ, vậy thì bây giờ các bạn hãy hiểu ra là RESTful API là gì? RESTful API chỉ đơn giản nó chỉ là cái quy ước, một cái mà các lập trình viên quy định với nhau. Đấy, nó thêm một cái chuẩn, đúng không? Người ta gọi là chuẩn RESTful. Đúng không? Thì chuẩn RESTful nó là như thế nào? Thì đầu tiên router.get. Rồi, chúng ta sẽ đây. Response đấy. Rồi. Tương tự thì chúng ta sẽ có gì? Ở đây sẽ là post đúng không? Đây sẽ là put chính xác. Còn đây chúng ta sẽ là gì? Delete. Vậy thì chuẩn chuẩn RESTful API tức là gì? Với những cái mà có get thì nhiệm vụ của nó chỉ là lấy dữ liệu từ database. Được chưa? Lấy dữ liệu vào database. Đấy thì mình comment đây. Tiếp theo, post sẽ là gì? Chúng ta thêm mới nhá, thêm mới vào DB. Còn put là gì? Chúng ta là sẽ là sửa đúng không? Sửa tức là update đấy, đúng không? Update đúng không? Dữ liệu trong DB. Rồi, còn delete thì các bạn đơn giản là gì? Xóa nó, xóa dữ liệu. Dữ liệu trong DB. Đấy, khá đơn giản thôi. Rồi, mọi người, đây chính là chuẩn RESTful hết, cũng không có gì đặc biệt lắm đúng không? Đầu tiên là put, post, delete này đúng không? Và bây giờ thế thì bây giờ là mọi người tại sao mọi người có cần phải thêm nữa là created gọi là account không? Không. Tại vì sao khi chúng ta đã quy ước rồi thì nó luôn luôn phải tuân theo cái quy gọi là quy chuẩn, chúng ta không cần phải thêm những cái gọi là miêu tả đằng sau nữa. Cũng phải biết là get là chúng ta phải lấy dữ liệu. Hiểu không? Nhá.
Rồi, thì đây là lấy dữ liệu, ví dụ là mình muốn lấy dữ liệu tất cả, đúng không? Thấy chưa? À, chúng ta cùng đi chi tiết này. Đây chỉ là một cái mà mình muốn nhắc mọi người là gì? Get và lấy dữ liệu. Dữ liệu này. Put sẽ là thêm dữ liệu. Put sẽ là update dữ liệu. Và cuối cùng là delete sẽ là xóa dữ liệu. Đúng không? Vậy thì mình triển khai chi tiết nào? Đúng không? Thì ở đây mình sẽ có, để sử dụng router thì chúng ta sẽ sử dụng nào? App.u tên đường dẫn, vì ở đây nó liên quan đến account, đúng không? Thì đây mình sẽ làm như này. Thứ nhất là mình cho là API vào trước nhá. Đấy, hoặc là mọi người cho thêm chữ account trước được. Thường thì mình sẽ cho API để là cái này tương tác với database. Ok chưa? Những cái nào mà tương tác với database thì mình để thêm chữ API vào trước. Ok chưa? Rồi, account và sượt như thế này. Và chúng ta sử dụng thêm một cái nữa là đây mình đó, và account router bằng require làm sao đến đường dẫn gì router sẽ đến account, đúng không? Rồi vứt cái đoạn này ở đây, vậy là chúng ta đã thêm thành công, chuẩn xác chưa ạ? Đúng không? Khi chúng ta thêm thành công rồi, đúng không? Thì ở đây các bạn lấy ra dữ liệu của account thì đơn giản rất là dễ, lấy ra toàn bộ dữ liệu của database thì sẽ là nhau. Đúng rồi, cần phải có một cái model, đúng không? Thì trong đây chúng ta cần phải là gì? Đúng không? Constant chẳng hạn, đúng không? Constant thế account model bằng require chấm chấm sượt để ra ngoài một cái model, đúng không? Rồi chạy đến account. Trong đây sẽ là gì? Chấm, chấm file. Tìm với tất cả, nếu mà mình muốn in ra tất cả, đúng không? Thì mình để đây là rỗng, đúng không? Và các bạn chấm ở đây chấm gì? Chấm gen, đúng không? Data. Chấm get. Là sao? Error. Đúng không? Rồi. Để đây, nếu như ở đây, nếu như có lỗi thì là red.status 500.json. Ở đây sẽ là gì? Ở đây sẽ là tức là ở lỗi server, đúng không? Lỗi server. Rồi chúng ta cứ tạm thời để đây. Còn nếu như thành công thì chúng ta là red.json data. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta cùng triển khai xem có được không nhá. Tạo ra một cái mới là gì? Localhost 3000 sượt login, sượt gì nhỉ? API sượt account, đúng không? Và gạch. Method là method gì? Get, đúng không? Đấy các bạn thấy. Đã ra được hai phần tử, đúng không? Được chưa? Rồi đúng không? Rồi chúng ta đã thành công được lấy ra tất cả những dữ liệu. Cái dữ liệu này liên quan đến gì? Đến account, đúng không? Rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ thêm một gọi là gì? Thêm một cái phần tử ở đây nó vào, thêm một account vào, đúng không? Thì cái phần tử này nó giống hệt cái thằng register như vừa nãy, đúng không? Nhưng vấn đề là mình cứ thêm vào thôi, mình viết lại. Ở đây là gì? Account model.create, đúng không? Rồi, chúng ta thêm một cái nữa là gì? Thế bây giờ create thì chúng ta lấy username password ở đâu? Từ đâu? Từ đâu truyền lên? Từ đây truyền lên này. Đấy, từ bên này truyền lên. Method là method gì? Đúng rồi, post. Post là thêm mới, đúng không? Và đã là post thì chúng ta phải truyền dữ liệu, thông tin mà chúng ta muốn thêm vào trong database. Thì ở đây sẽ là username, đúng không? Ở đây sẽ là gì? Password, đúng không? Ở đây sẽ là gì? Để thông tin mà chúng ta muốn truyền lên, đúng không? Ví dụ là NotMe3, đúng không? Password là 654321. Rồi, thì làm sao bây giờ chúng ta gửi lên nó? Thì trên này chúng ta hứng cái gì nhỉ? Request.body.username.
Ở đây chúng ta sẽ là gì? Password đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉ làm đơn giản là bằng cách làm sao thôi, chỉ là thêm hai cái này ngoài thôi nhé, để cho nó đơn giản nhất có thể. Ok, và chúng ta dưới này chúng ta chấm gì? Chấm gen đúng không? Bài tập chấm gen đã quen rồi đúng không? Chấm két đó, một cái API luôn luôn phải có bắt chấm két nhá, để làm sao để tránh trường hợp bị lỗi. Ở đây red chấm gì? Status 500 đúng không? Chấm gì? JSON làm sao là không thể thêm một cao lỗi server chẳng hạn đúng không? Rồi còn nếu như mà thêm lên là chúng ta red chấm status à, red chấm JSON luôn đúng không? Rồi chúng ta account đúng không? Thêm account thành công. Rồi chúng ta thử nhá, chúng ta đã thêm được account thành công đúng không? Bây giờ chúng ta vào database, hoặc là chúng ta đổi luôn method get luôn đúng không? Đấy, đã được ba cái chưa? Rồi vậy là chúng ta vừa xong. Hãy nhớ cho mình là gì? Get là lấy dữ liệu, dữ liệu đúng không? Còn cái thằng post là gì? Thêm dữ liệu. Còn gì nữa không? Tiếp theo chúng ta đến put đúng không? Put là update dữ liệu. Thì về update kiểu gì? Đó. Thì chúng ta hãy tưởng tượng là thêm là chúng ta muốn đổi mật khẩu đúng không? Đổi mật khẩu của cái account này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng hàm là hàm vẫn là lấy ra là một cái data mới là gì? À, ở đây mình sẽ gọi là ví dụ là bạn này truyền lên một cái mật khẩu mới lên. Đúng không? Thì mình ghi là new password. Bên này hướng new password thì bên client phải truyền lên là gì? Bên này phải truyền lên là bên gì? Cũng là new password đúng không? New password method là put đúng không? Rồi. Đó, truyền lên đây. Rồi chúng ta và chúng ta update vào account nào thường ấy thì các bạn hãy chú ý này, và các bạn chú ý này, cái put này ấy, nó có một cái điểm là các bạn muốn sửa hay muốn xóa một cái nào đó thì các bạn muốn rõ ràng thì chuẩn red full. Nó còn một cái nữa là gì? Bắt buộc phải có, đây là 2.id để nó tường minh là biết là a nhìn phát là bạn muốn là với put này, với account này và id là cái gì, bạn muốn sửa cái account mà làm sao có id là nhanh đúng không? Thì đây sẽ là muốn lấy được ID của bên này truyền lên và truyền lên ID của bên muốn update đúng không? Ví dụ mình muốn update cái bạn này đúng không? Rồi. Thấy chưa? Và muốn update mật khẩu mới nha. Thì đây là chính là chuẩn RESTful, là các bạn phải viết như thế này nó mới rõ ràng. Nhá. Và ở đây là method là put đúng không? Thì bây giờ muốn truyền lên, mình truyền lên một cái brand này thì bên kia hứng kiểu gì? Ra. Hứng kiểu gì? Chúng ta để lấy ra được ID param thì chúng ta bắt buộc phải là request chấm param để lấy được cái param này này chấm ID thì chúng ta lấy được ID thông tin truyền lên đúng không? Và cái ID này chúng ta để làm gì? Để dùng cái hàm ở dưới này này, chúng ta sẽ dùng một cái là account. Update đúng không? Gồm một cái là gì? Sheet trừ ID, tức là bên trong Mongo ấy, tùy theo cái từng database nhưng trong Mongo nó là ID này, thấy chưa? Thì mình tìm là sheet trừ ID hoặc là update by ID. Chúng ta có thể đổi hàm khác bằng cách update file by ID index update nhá. Đấy. File by ID thì tức là gì? Các bạn có thể lên search cho nó một cái là gì? Một cái function là đầu tiên là có ID và cuối cùng là gì? Đây, một là file ID update nó tương equivalent này, tức là gì? Tương đương với việc là file ID update nhìn này. Nhưng ở đây cũng phát là mình phải truyền ID phải một cái tham số thôi đúng không? Thì tức là đơn giản là mình chỉ cần truyền gì?
truyền giá trị của ID vào và truyền gì thôi, cái giá trị cần update. Update ở đây là password thay bằng gì, new password. Ở đây chúng ta lại chấm gì, chấm gen. Được chưa? Vào đây. Và sẽ là gì? Red.status. Làm sao? 500. Rồi sao? Đúng này là gì? JSON. Đúng không? Lỗi server chẳng hạn. Trong trường hợp này là gì? Các bạn có thể là update thành công đúng không? Red.json. Ok chưa? Rồi, thì tương tự chúng ta sửa lại là như thế nào nhỉ? À, bây giờ chúng ta thử vào trong Postman để chúng ta chỉnh xem đã hoàn thành chưa nha. Bây giờ data mình đổi thành 999 đi. Đúng không? Và các bạn thử xem. Ấn vào đây. Update thành công đúng không? Và các bạn thử xem là bên get lấy ra cái data này bây giờ là cái mật khẩu đó nó sẽ là bao nhiêu nhá. Bao nhiêu rồi? 99 đúng không? Vậy là chúng ta đã update thành công. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái nữa, đó chính là delete nhá. À, tiếp tục delete thì chúng ta sẽ dùng gì? Account model chấm thì delete đúng không? Delete one. Và chú ý là delete cái gì? Delete ID nào? Thì đây chúng ta ở đây. Vừa đây đúng không? Cứ tác động đến một cái phần tử nào đó thì chúng ta để chuẩn RESTful bắt buộc chúng ta phải thêm ID đằng sau để biết là à nhìn vào cái đường dẫn chúng ta hiểu ngay nó đang muốn xóa cái thằng nào, đúng không? Đấy, ok, thì delete one. Delete one ở đây hàm này là hàm hôm trước chúng ta học Mongo đúng không? Ở đây chúng ta điền một cái condition đúng không? Đây, condition là một cái điều kiện. Thì đây là gì? Xin trừ ID 2 chấm ID. Tại sao ở đây là xin trừ ID nhỉ? Đúng rồi, các bạn có thể nhìn thấy trong DB của chúng ta đã có đúng là gì? Xin trừ ID đúng không? Rồi đây, nếu như thành công thì sẽ là chấm chấm gen. Ở dưới này sẽ là chấm chấm get red chấm json. Load server. Rồi, thì là đơn giản là chúng ta chỉ cần này thôi. Thêm một cái chức năng nữa là gì? Delete đúng không? Đây đúng không? Bây giờ mình muốn xóa cái này chỉ đơn giản là thay đổi cái method này thôi là xong. Rồi, xóa nhá. À, ID y is not defined. Trường hợp này tức là mình sao? Chưa tìm thấy ID ở đâu? Ở trong cái server của chúng ta ấy. Tức cái ID này đã được define chưa? Thì mình phải làm sao? Không phải thêm schema mà là cái ID này này. Mình đang không có một cái mình chưa khai báo, đúng không? Thì ở dưới đây thì mình phải làm sao? Và ID bằng request param chấm ID đúng không? Rất là đơn giản. Rồi chúng ta thử lại. Được, xóa thành công. Và chúng ta hãy thử lại xem là à cái postman của chúng ta get này. Đây này. Đã mất chưa? Rồi. Vậy là chúng ta vừa làm xong một cái chuẩn RESTful API gồm 4 thao tác. Get, post, put và delete. Đây là 4 cái RESTful API gọi là cơ bản nhất. Ngoài ra còn một phần nữa mọi người chú tập trung mình nha, là phần này, đó chính là đây là tương tác, cứ cái gì tương tác đến một cái phần tử nào đó thì chúng ta luôn luôn có một cái ID đằng sau. Vậy thì bây giờ muốn đây là lấy tất cả đúng không? Bây giờ mình muốn lấy duy nhất một, tức là gì, lấy thông tin của một phần tử theo cái ID này thì chúng ta phải làm nhau, vẫn là get, nhưng vẫn là get theo gì?
tiếp theo gì? ID, đúng không? Và đây mình sẽ là file one, các bạn file by ID cũng được, và điền cái ID vào đây là xong. ID đây chính là gì? Và ID bằng request.param.id. Và đây data đúng không? Rồi, thì đây lấy, nếu như mà một người muốn lấy chi tiết một phần tử thôi thì chúng ta đơn giản là gì? Bây giờ cái ID lại còn không? Đấy, xem mọi người xem ra cái gì nhá. Nó lập tức ra gì? Ra null, đúng không? Thì mọi người phải, tại vì mình đây mình vừa xóa rồi mà, đúng không? Thì mọi người lấy đây này một cái ID, chúng ta nhét vào đây. Chúng ta lấy được thành công chưa? Hãy chú ý cho mình một điều. Nếu như lấy tất cả thì chúng ta lấy theo trả về một kết quả là gì? Kiểu là gì? Kiểu là array, đúng không? Còn nếu như lấy về một phần tử thì kết quả cho ta về một một object, đúng không? Hãy chú ý nhá. Rồi, bây giờ chúng ta cùng ôn tập lại xem là sẽ ra sao nhá. Chúng ta gồm có 5 cái cơ bản nhất, đó chính là get sẽ là gì? Đúng rồi, get data đúng không? Get all data. Rồi, get thứ hai là get mà có đường dẫn là ID thì sẽ là get one, đúng không? Tiếp theo là post. Post thì có phải nhắm đến một cái đối tượng nào không? Không. Vậy thì chúng ta sẽ là gì? Đây. Rồi. Sẽ là gì? Để mình xóa cái này thì cũng lại hiểu nhầm nhá. Sẽ là gì? Thêm mới đúng không? Add data. Đó, đúng không? Rồi, tiếp theo là gì? Put, chính xác. Put thì sửa, thì có sửa có nhắm vào đối tượng nào không? Có đúng không? ID. Thì ở đây sẽ là gì? Update data. Đấy. Cuối cùng là gì? Delete. Dựa theo gì? Đúng rồi, xóa một data nó, delete one data. Và mọi người chú ý cho mình một điều cuối cùng, đó là 5 cái API này này, tất cả đều đại diện cho một cái ý nghĩa nào đó. Thế nên là các bạn không cần phải nhất thiết là, nếu như ở trong trường hợp này các bạn, rất nhiều bạn hay để một cái trường hợp là thêm cái chữ get data vào đây, vậy thì nó đi sai cái quy chuẩn của chúng ta rồi, đúng không? Tức là riêng là get rồi, chúng ta phải ngầm hiểu nó là gì, là lấy data rồi. Thế ở đây có bao giờ các bạn để thêm một create data đằng sau cái đường dẫn này không? Không nhá, tuyệt đối chúng ta không để như thế, là chúng ta đang vi phạm cái gọi là quy chuẩn RESTful, và như thế nó thừa, đúng không? Rồi, vậy là video này là các bạn đã tìm hiểu xong về gọi là chuẩn RESTful. Ở video sau mình sẽ nói thêm cho các bạn về, nếu như mà chúng ta có một cái chuẩn RESTful này, và thực ra còn một chuẩn RESTful còn rất nhiều cái chuẩn nữa nhá, rất nhiều cái đường link nữa, nhưng hiện tại chúng ta chỉ làm thêm sửa soạn đến mức này thôi nhá. Thì ở video sau thì mình sẽ nói có thể là bổ sung thêm một số chi tiết về một số cái đường link về RESTful khác nhá. Mình nhớ là sao, về nhà luyện tập cho mình, dành ra khoảng 20 đến 30 phút để luyện tập, làm đi làm lại để làm gì, mỗi một cái account này, mỗi một cái table nhá, mỗi một cái collection trong này thì chúng ta phải làm sao thêm sửa xóa. Nếu như với account là card thì chúng ta cũng phải làm sao, gồm có 5 cái đường dẫn RESTful API như vậy. Cost cũng thế, chúng ta cũng thêm bài tập về nhà là gì, cũng là thêm 5 đường dẫn, là thêm sửa xóa nhá. Thì buổi sau mình sẽ kiểm tra mọi người và thêm gọi là một số chuẩn RESTful khác. Ok, thì hôm nay mình dừng video tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.